Xin kính chào quý vị khán giả. Hải Yến rất hân hạnh được gửi tới quý vị những thông tin nóng vừa được cập nhật trên kênh YouTube Diễn đàn Doanh nghiệp TV. Nội dung chi tiết sẽ được gửi tới quý vị và các bạn ngay sau đây. Cầu Long Biên đã bị cấm qua lại khi nước sông Hồng dâng cao liên tục. Theo báo Pháp luật Thành phố Hồ Chí Minh, Sở Giao thông Vận tải Hà Nội khẳng định đã đóng cầu Long Biên vì mực nước sông Hồng lên quá cao. Tổng công ty Đường sắt Việt Nam vừa đề nghị Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội có phương án hạn chế phương tiện di chuyển qua cầu Đuống, xử lý nghiêm tình trạng xe quá khổ, quá tải đi qua cầu. Trong trường hợp nước sông Đuống tiếp tục dâng cao đến báo động 2, ngành đường sắt đề nghị chính quyền thành phố cấm tất cả người dân và các phương tiện tham gia giao thông trên cầu Đuống cho đến khi nước rút đủ điều kiện an toàn. Tổng công ty Đường sắt Việt Nam cũng cho biết hiện ngành đã dừng chạy tàu tuyến đường sắt Hà Nội - Đồng Đăng qua cầu Đuống. Thời gian dừng tàu cho đến khi mực nước rút đảm bảo an toàn. Lúc 12 giờ ngày 10 tháng 9, ngành đường sắt cũng dừng chạy tàu qua Long Biên do mực nước sông Hồng chỉ cách đáy dầm chạy tàu 3,5 m, vượt ngưỡng an toàn cho phép, uy hiếp an toàn chạy tàu. Tổng công ty Đường sắt Việt Nam cũng đề nghị chính quyền thành phố cấm tất cả người và các phương tiện tham gia giao thông trên cầu Long Biên từ 14 giờ cho đến khi nước rút đủ điều kiện an toàn. Liên quan đến các đề nghị trên, Sở Giao thông Vận tải cho biết đã có thông báo cấm người đi bộ và các loại phương tiện đi lại cả hai hướng trên cầu Long Biên. Các phương tiện có nhu cầu đi qua cầu Long Biên lưu thông theo các cầu Trương Dương, Thanh Trì, Nhật Tân, Vĩnh Tuy, Thăng Long. Sở Giao thông Vận tải cũng giao các đơn vị liên quan cập nhật thường xuyên tình hình mực nước sông Hồng tại Hà Nội, Long Biên và tình trạng kết cấu hạ tầng giao thông của cầu Long Biên để báo cáo cơ quan có chức năng và đề xuất phương án giải quyết trong thời gian hoàn lưu sau bão. Tổng công ty Đường sắt Việt Nam đề nghị Hà Nội cần có ý kiến chỉ đạo các cơ quan chức năng tạo điều kiện cho các phương tiện vận tải vận chuyển giải phóng hàng hóa đường sắt từ ga Thường Tín đến ga Giáp Bát. Tuyến đường sắt Bắc Nam lý do là ga Giáp Bát đang bị ngập nước toàn bộ bãi dồn, đón gửi và lập tàu hàng. Hiện nay, các tàu hàng tuyến Bắc Nam đang phải dừng tại ga Thường Tín để tác nghiệp hàng hóa. Tuyến đường sắt vành đai Bắc Hồng - Văn Điển đang cấm tàu do bị ngập nước từ km 20+400, km 21+000. Đường sắt dừng chạy các tàu qua cầu Long Biên do nước sông Hồng dâng cao. Theo báo Vietnam Plus, để đảm bảo cho hành khách và kết cấu hạ tầng giao thông, ngành đường sắt sẽ không chạy tàu qua cầu Long Biên do nước sông Hồng dâng cao và chảy xiết. Do ảnh hưởng của cơn bão số 3, siêu bão Yagi, mực nước sông Hồng lên cao và chảy xiết. Để đảm bảo an toàn cho hành khách, sáng ngày 10 tháng 9, Tổng công ty Đường sắt Việt Nam thông báo sẽ không chạy tàu qua cầu Long Biên. Theo đó, các đoàn tàu khách tuyến Hà Nội-Hải Phòng sẽ thay đổi lịch trình với ga Gia Lâm là ga xuất phát và kết thúc hành trình. Hành khách có vé có ga đi từ ga Hà Nội, ga Long Biên di chuyển tới ga Gia Lâm để đi tàu. Hành khách có vé tàu có ga đến là ga Hà Nội, ga Long Biên sẽ kết thúc hành trình tại ga Gia Lâm. Theo ông Đỗ Văn Hoan, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Vận tải Đường sắt Hà Nội, hiện mỗi ngày đường sắt có khoảng 14 chuyến tàu qua cầu Long Biên, trong đó có 8 chuyến tàu Hà Nội-Hải Phòng, 2 chuyến tàu Hà Nội-Lào Cai và 4 chuyến tàu hàng. Trước đó, do ảnh hưởng của giải hội tụ nhiệt đới qua khu vực Bắc Bộ, nối với hoàn lưu của vùng áp thấp suy yếu từ cơn bão số 3, tại tỉnh Yên Bái có mưa lớn, ngành đường sắt đã dừng chạy tàu khách Hà Nội-Lào Cai. Cụ thể, tàu khách SP3 và SP4 chặng Hà Nội-Lào Cai sẽ dừng chạy trong ngày 8 tháng 9. Kế hoạch khai thác lại tuyến này sẽ tùy thuộc vào tình hình thời tiết và Công ty Cổ phần Vận tải Đường sắt Hà Nội sẽ tiếp tục cập nhật thông tin về mưa lũ để thông báo tới khách đi tàu. Cầu Long Biên được biết là cây cầu huyết mạch kết nối với các tuyến đường sắt Hà Nội-Hải Phòng, Hà Nội-Lạng Sơn với mạng lưới đường sắt quốc gia. Đây là cây cầu bằng thép đầu tiên bắc qua sông Hồng, nối liền hai quận Hoàn Kiếm và Long Biên, do người Pháp xây dựng từ năm 1898, khánh thành vào ngày 28 tháng 2 năm 1902, ban đầu có tên là cầu Drummer. Sau ngày thủ đô giải phóng, cầu được đổi tên thành Long Biên. Đi đường nào khi cầu Trương Dương, Trung Hà bị cấm do ảnh hưởng của bão Yagi?
Theo báo Lao động, do ảnh hưởng của bão Yagi, cầu Trương Dương Hà Nội bị hạn chế lưu thông và cầu Trung Hà Phú Thọ bị cấm lưu thông. Hiện nay, do ảnh hưởng của cơn bão số 3, bão Yagi, các nhà máy thủy điện đang xả lũ, dẫn đến mực nước sông Hồng dâng cao, dòng chảy xiết, ảnh hưởng đến kết cấu hạ tầng công trình cầu bắc qua sông. Cầu Phong Châu tại km 18+200 quốc lộ 32C thuộc địa bàn huyện Tam Nông, tỉnh Phú Thọ bị sự cố gãy trụ T7 và sập hai nhịp từ trụ T6 đến trụ T8, làm giao thông gián đoạn. Cầu Trung Hà tại km 64+639 quốc lộ 32 bị hư hỏng, sói lở trụ cầu, hiện đang trong quá trình sửa chữa và phân luồng phục vụ thi công. Cấm các xe tải loại từ 30 trở lên và xe khách trên 29 chỗ qua cầu. Trước tình hình đó, Sở Giao thông Vận tải thành phố Hà Nội có thông báo điều chỉnh tổ chức giao thông trên cầu Trương Dương, cầu Trung Hà. Phương án điều chỉnh tổ chức giao thông như sau: hướng từ Hoàn Kiếm đi Long Biên, cấm các phương tiện xe khách, xe hợp đồng, xe du lịch trên 9 chỗ, cấm xe tải có tải trọng trên 0,5 tấn, xe buýt được phép hoạt động. Hướng từ Long Biên đi Hoàn Kiếm, cấm các phương tiện xe khách, xe hợp đồng, xe du lịch trên 9 chỗ, cấm xe tải có tải trọng trên 0,5 tấn, xe buýt được phép hoạt động. Phương án phân luồng, các phương tiện xe khách, xe hợp đồng, xe du lịch trên 9 chỗ và xe tải có tải trọng trên 0,5 tấn, có nhu cầu đi qua cầu Trương Dương, lưu thông theo các cầu Thanh Trì, Nhật Tân, Vĩnh Tuy, Thăng Long. Thời gian thực hiện bắt đầu từ 8 giờ 30 phút ngày 10 tháng 9 năm 2024 đến khi có thông báo thay thế. Cấm toàn bộ các phương tiện lưu thông qua cầu Trung Hà, km 64+639, quốc lộ 32, tỉnh Phú Thọ. Phân luồng cho các phương tiện từ thành phố Hà Nội đi thành phố Việt Trì, tại xã Phú Thọ và các huyện Lâm Thao, Tam Nông, Phù Ninh, Thanh Ba, Đoan Hùng, Hạ Hòa, Cẩm Khê, lưu thông theo hướng. Hướng thứ nhất, từ thành phố Hà Nội đi theo cầu Nhật Tân, cầu Thăng Long, đường Võ Văn Kiệt, Võ Nguyên Giáp, đi cao tốc Nội Bài, Lào Cai, đi ra tại các nút giao IC7, IC8, IC9, IC10, IC11. Hướng thứ hai, từ thành phố Hà Nội đi theo cầu Nhật Tân, cầu Thăng Long, đường Võ Văn Kiệt, Võ Nguyên Giáp, đi quốc lộ 2. Hướng thứ ba, từ thành phố Hà Nội đi theo quốc lộ 32, thị xã Sơn Tây, cầu Vĩnh Thịnh, quốc lộ 2C, quốc lộ 2. Hướng thứ tư, từ thành phố Hà Nội đi theo quốc lộ 32, thị xã Sơn Tây, tiếp tục đi theo quốc lộ 32, cầu Văn Lang, quốc lộ 2. Phân luồng cho các phương tiện từ thành phố Hà Nội đi các huyện Thanh Thủy, Thanh Sơn, Tân Sơn, Tam Nông, Yên Lập. Hướng các phương tiện lưu thông từ thành phố Hà Nội đi theo đại lộ Thăng Long, tỉnh lộ 441, đường tỉnh lộ 317. Thời gian thực hiện từ 17 giờ ngày 9 tháng 9 năm 2024 cho đến khi có thông báo thay thế. Đại diện Phòng Cảnh sát Giao thông Công an Hà Nội cho biết sẽ bố trí lực lượng hướng dẫn phân luồng cho các phương tiện tham gia giao thông nhằm đảm bảo an toàn giao thông, tránh ùn tắc giao thông sau bão Yagi. Tăng cường kiểm tra, xử lý các trường hợp vi phạm về trật tự an toàn giao thông, trật tự đô thị trên tuyến đường nút giao, theo dõi, đánh giá tình hình giao thông đi lại trên tuyến và khu vực để kịp thời phát hiện các bất cập, đề xuất phương án điều chỉnh, tổ chức giao thông cho phù hợp. Những thông tin vừa rồi đã khép lại chương trình của chúng tôi. Hải Yến rất mong nhận được sự quan tâm và đồng hành của quý vị khán giả dành cho các chương trình trên kênh YouTube của tạp chí Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam. Đừng quên nhấn chuông theo dõi chúng tôi để không bỏ lỡ bất kỳ thông tin cập nhật nào. Xin chào và hẹn gặp lại!